Hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ đấu trường giữa con khủng long T-Rex và dàn yêu quái. Đây, sức mạnh của những con yêu quái. Nó có thể mọc sừng ở dưới đất lên, rất là nguy hiểm. Oh my god. Quái vật virus khủng long cả. Sức mạnh của một con T-Rex đã bị đánh hạ rồi. Lại tiếp tục. Oh my god. Con T-Rex này còn nhiều máu không? Rất là nhiều chông tre bị dựng lên bởi những con quái vật. Con quái vật này thật sự là rất là khỏe đấy. Oh my god. Con T-Rex này còn máu không vậy? Ôi xa. Đã hạ được một con quái vật rồi. Nhưng con T-Rex nó đã rất là yếu rồi. Ui xa. Làm nào bây giờ? Di chuyển con khủng long này đi trên các bạn ơi. Mấy con quái vật này đúng thực sự là đó, rồi. Rất nhiều trông tre đứng dậy. Khủng long. Đứng dậy đi bạn ơi. Chiến đấu mạnh mẽ lên nào. Thôi. Nó thắng rồi, để test lại lần nữa xem nào. Ôi xà. Xà. Nó lại hạ con T-Rex này rồi. Con T-Rex màu đỏ này rất là yếu. Màu nâu này rất là yếu nhờ đúng không? Chỉ còn mỗi con màu xanh nữa thôi. Cố lên. Chắc là nó ăn ít thịt quá đúng không? Cố lên, chiến đấu tối về cho ăn thịt. Ok. Wow, một cú ngoạm vào đầu của con yêu quái. Wow. Sức mạnh của con yêu quái ghê quá. Wow. Xoẹt. Ghê quá. Awesome. Mạnh mẽ lên. Một mình nó khó đấu quá. Để mai mình lại cho thêm hai con T-Rex, thả thêm hai con T-Rex nữa vào. Ba con T-Rex vào để đấu, không là một mình nó không đỡ được. Đây dàn yêu quái nó còn có phép thuật nữa nên là đấy. Nó có phép thuật nên là nó khỏe quá. Nên con T-Rex này không còn đủ máu để hạ hụt mấy con này được. Mai nhé, mai mình sẽ cho thêm ba con T-Rex vào. Để nó đấu cùng. Ok, cố lên. Sắp rồi, yes. Ui, nhưng mà nguy hiểm quá. Ui. Oh my god. Khủng long ơi. Thế thì khó quá rồi. Thôi, khó quá. Bye bye.